Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Phúc. Tiếp tục là thông tin về show diễn của Đàn Gà Con. Và mới đây rất bất ngờ, Tuyết Nhung đã gửi lời cảm ơn đến với ekip quản lý cũng như tất cả mọi người đã luôn luôn yêu thương cũng như ủng hộ cho Tuyết Nhung. Thì Tuyết Nhung đã chia sẻ cái hình ảnh ngày hôm qua tại cái buổi họp báo tại quán cà phê của cậu Thanh Huy. Thì Tuyết Nhung đã nói lời cảm ơn cách đây vài phút trên trang cá nhân của mình. Hình ảnh buổi gặp gỡ truyền thông live show dấu ấn cung tơ hòa điệu do Lobo thực hiện ngày 4 tháng 10 tại Rủ Rê Cà Phê của cậu yêu Nguyễn Thanh Huy. Con cảm ơn ekip và chú Phạm Thành Trung đã luôn hỗ trợ con cũng như mấy chị em con. Cảm ơn anh photo Trung Dũng. Cảm ơn quý anh chị truyền thông báo chí. Cả nhà đã có vé cho live show ngày 12 tháng 10 chưa cả nhà ơi? Liên hệ ngay với cô Quỳnh Trần cũng như cậu Hải nhé ạ. Và hình ảnh mọi người cũng đã thấy là Tuyết Nhung ngày hôm qua mặc một bộ đồ đầm rất là đẹp, cũng như trả lời phỏng vấn thì Tuyết Nhung nói chuyện rất là nhẹ nhàng, được mọi người vô cùng yêu mến. Và hình ảnh Tuyết Nhung ngồi cùng với chị Quỳnh Trang, em Thiên Ngân, cùng với cậu Thanh Huy và MC Diễm Quỳnh đã trả lời những cái câu hỏi trong cái buổi phỏng vấn, không phải phỏng vấn, là một buổi họp báo ra mắt giới thiệu về cái live show của ba chị em cung tơ hòa điệu. Thì hình ảnh mọi người cũng đã thấy rất là vui của công chúa bánh mì. Và hiện nay công chúa bánh mì Quỳnh Trang và Thiên Ngân cũng đã có những cái bức ảnh rất là đẹp, những hình ảnh poster cho cái show diễn sắp tới đây 12 tháng 10. Thì Tuyết Nhung cũng như Quỳnh Trang, Thiên Ngân thông báo đây là những hình ảnh đã chụp thực hiện rất là chỉnh chu. Tuyết Nhung thì thực hiện một bộ áo màu đỏ rất là đẹp cùng với chị gái Quỳnh Trang. Còn Úc Thiên Ngân thì mặc một bộ đồ trắng. Cả ba chị em với những cái hình thái rất là đẹp, rất là nghiêm chỉnh, thì thông báo rằng đây là những chiếc áo, những cái bộ ảnh được đầu tư, và người chi tiền để thực hiện đó là ba Tèo, Diễm Phạm cũng như người cậu Thanh Huy. Thì hiện nay cũng có một số lời chúc mừng từ khán giả FC khen ngợi là ba Tèo, Diễm Phạm cùng với người cậu Thanh Huy đã đứng ra tổ chức cái live show cho ba cô công chúa, cũng như là thông báo rằng quản lý Diễm Phạm đã quay trở lại, tức là comeback. Trước đây quản lý Diễm Phạm thường xuyên nhận những cái show, giờ đây đã tổ chức show cho Tuyết Nhung, cho Thiên Ngân, cho Quỳnh Trang, bởi vậy mới gọi là comeback trở lại. Thì đây là một cái live show mà ekip quản lý ba Tèo, Diễm Phạm cùng với người cậu Thanh Huy mong muốn là làm một cái show cho Đàn Gà Con. Khi mà thời gian đã 3 năm, một ngôi sao sáng giàu lòng nhân ái đã ra đi mãi mãi trở về cõi Phật.
nhưng tất cả chúng ta đều luôn nhớ về Người. Người luôn sống mãi trong tim của chúng ta. Thì giờ đây ba cô công chúa đã trưởng thành, giọng hát thì được rất là nhiều cô chú anh chị khán giả yêu mến. Vì vậy sẽ là những người tiếp tục nối nghiệp sự nghiệp ca hát của ca sĩ Phi Nhung. Vì vậy đây là một cái đêm nhạc rất là tâm huyết của ekip quản lý cũng như là của đàn gà con. Và đêm nhạc này thì có rất là nhiều tiết mục, rồi thêm những ca sĩ nghệ sĩ khách mời như là Giác Long, Giono, rồi ca sĩ Phú Quý, rồi nghệ sĩ hài Hoài Linh, rồi nghệ sĩ Trung Dân, rồi nghệ sĩ Thoại Mỹ. Thì cả nhà thấy được đây là một chương trình với rất là nhiều ca nghệ sĩ, đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay được rất là nhiều người yêu mến, như cặp đôi song ca Giác Long, Thuyết Nhung, được mọi người gọi là cặp đôi song ca Hoàng tử Bánh Bò và Công chúa Bánh Mì. Rồi cặp đôi Thương Lắm Mình Ơi, đó là Thiên Ngân và Duy Juno, cũng như là Quỳnh Trang, rồi có Phú Quý. Và ba ca nghệ sĩ khách mời đặc biệt đó là Hoài Linh, Trung Dân, Thoại Mỹ. Đặc biệt là trong cái live show này có một vở hài kịch đó là Con của Đậu Đen. Đó là một vở mà cả ba cô công chúa đều tham gia cùng với nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ Thoại Mỹ. Đây là những cái người nghệ sĩ được xem là gạo cội sẽ hướng dẫn, dìu dắt cả ba cô công chúa với cái việc tập diễn kịch. Đó là một điều mà tiết mục nó sẽ đặc biệt trong cái đêm mini show của Cung Tơ Hòa Điệu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 sắp tới đây tại nhà hát Bến Thành. Hiện nay thì đàn gà con cũng như tất cả các ca nghệ sĩ tham gia chương trình đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng những cái tiết mục bài hát sẽ thể hiện trong cái đêm nhạc Cung Tơ Hòa Điệu. Một lần nữa xin chúc mừng Thuyết Nhung cũng như Quỳnh Trang, Thiên Ngân và tất cả các ca nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ có một cái show thành công được khán giả luôn luôn yêu mến và ủng hộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.